Dạ vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với Shop Thanh Đạo Audio. Hôm nay em lại tiếp tục làm video giới thiệu đến các bác rất là nhiều ôm ly. Đó, trong đó có rất là nhiều model rất là đẹp. Đó, tầm giá cũng rất là bình dân để cho các bác tham khảo và trải nghiệm. Ôm ly nhà em thì có rất nhiều. Ôm ly loa và nhiều các thiết bị khác thì có rất nhiều. Em sẽ set up làm video giới thiệu dần đến các bác. Và hôm nay thì em có giới thiệu đến các bác tầm khoảng mười mấy sản phẩm đấy ạ, mười mấy con âm ly, trong đó tầm giá cũng rất là tốt để các bác tham khảo và trải nghiệm, cũng đã được rất là nhiều các bác ủng hộ. Shop Thanh Đạo xin chân thành cảm ơn. Và đầu tiên em xin giới thiệu đến các bác một con âm ly này, đó vừa test và cũng là bóc đỉnh để giới thiệu đến các bác luôn này, rất là đẹp luôn ạ, chất âm rất hay, tầm giá rất tốt. Đó, tầm giá rất tốt. Con này thì quá đẹp luôn ạ. Nắp đây là trên là cái nắp lưng này. Nắp lưng rất là gấu luôn ạ. Rất to. Đó. Rất đẹp. Các bác xem thì chờ một chút. Còn nguyên giấy khai sinh này. Đó. Còn nguyên giấy khai sinh. Đó, các bác cùng ngắm ạ. Thì em bỏ ra ngoài này. Quan trọng là cái chất của âm ly thôi ạ. Chứ còn cái giấy khai sinh nhưng mà âm ly nó ghẻ nở thì cũng không tính tiền. Đó, các bác cùng ngắm ạ. Rất là đẹp, lau chùi đi thì không có một màu đen mà không có một vết chảy chuộng gì, lau chùi đi thì rất đẹp luôn, sắc đứt tay đấy ạ. Đấy, các bác cùng ngắm ạ. Đó, còn mặt mũi này rất là đẹp. Model của nó là Victor AXZ911 ạ, Z911. Con âm ly này nó chỉ có tăng cường bát thôi ạ, tăng cường bát và có volume này, có volume. Còn đây là các cổng đầu vào này, nó có cổng đầu vào thì rất là nhiều đầy đủ. Đó, còn là con âm ly này thì người ta thiết kế là không có volume của chỉnh bát tép nhá, không có volume của chỉnh bát tép. Đó, các bác cùng ngắm ạ. Đó, rất là hiện đại, rất là đẹp. Đó, bao hoạt động, bao zin cho các bác. Size này là size 42 ạ. Rất size 43, rất là gấu luôn ạ. Chiều sâu của nó cũng tương tự, rất là sâu, rất là to luôn ạ. Chất âm rất là hay. Các bác tham khảo con model này. Đó là Z911. Đó. Không có chỉnh bát chép. Đó, em nói rõ để các bác tham khảo và trải nghiệm. Chất âm cực kỳ hay. Có một tăng phô rất lớn này. Nguyên bụi này. Và hai tụ nọc nguồn. Các bác ngắm cho em là cũng rất là lớn. Và chạy cho đến 8 con sò than này. Chạy cho đến 8 con sò than. Các bác ngắm ạ. Rất là đẹp. Vỉ mạch này. Rất là dày. Rất là đẹp. Đó, tăng phô này. Hai tụ này. Hoạt động bình thường này. Đó. Không có bị rôm rỉ bất kỳ chỗ nào. Ngoài bị tí bụi bãi ra thì không có một tí nào là rôm rỉ. Âm ly rất đẹp. Hông này. Đó, các bác cùng ngắm ạ. Và em quay lại phía hậu để giới thiệu thông số đến các bác. Model của nó là Victor ZX. Z911 ạ. Em đọc lại model nhé. AXZ911. Điện 100V. Công suất tiêu thụ là 200W. Đó. Các bác cùng ngắm ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Công suất lên tới 200W. Sản xuất tại Tokyo, Japan này. Đó, rất là đẹp. Đánh từ 6 đến 16 ohm. Đó, đánh từ 6 đến 16 ohm. Âm ly chất âm rất là hay. Đặc biệt là mạch âm sắc thì kỹ sư người ta thiết kế để cho các bác nghe theo của hãng thiết kế rồi. Đó, các bác có thể là kẹp vang vào đây. Đó, kẹp vang vào để chỉnh âm sắc hoặc là mua thêm con equalizer đặt lên, là các bác đấy là các bác muốn nghe chỉnh âm sắc. Đó, còn cũng là đặt vang lên là chỉnh âm sắc và hát karaoke rất là tốt luôn ạ. Đặc biệt là chất âm của dòng này thì nghe nhạc cực kỳ hay. Đó, có tăng cường bát thôi ạ. Còn giải hai giải, giải chung và giải chép của âm ly thì cực kỳ sáng, cực kỳ hay để các bác tham khảo và trải nghiệm. Đó, công suất lên tới 200W. Một model đáng chơi Z911. Em báo giá luôn để các bác tham khảo là 3.500.000 cho con Victor Z911 để các bác tham khảo. Đẹp xuất sắc nhá. Đó, lau chùi đi là không có cái điểm gì để chê. Đó, không có một vết chảy, không có một vết xước. Đó, Shop xin nhấn mạnh thế. 3.500.000 cho con Z911. Các bác tham khảo. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với Shop bên em. Và tiếp đây em giới thiệu đến các bác một con âm ly cũng rất là gấu. Rất là gấu luôn ạ. Để các bác tham khảo và trải nghiệm. Đó, rất là gấu luôn ạ.
rất là đẹp và các bác cùng ngắm ạ. Model của nó là Technic SUV80 ạ. V80 có bát chép chỉnh trên máy này, ba năng này, đánh cho cả A, B và A cộng B. Đó. Và có nâu nớt. Con này có nâu nớt bằng nút ấn ạ, có nâu nớt bằng nút ấn. Đó. Và chạy cho đâu bốn con sò to rất là lớn này, bốn con sò xanh đen rất lớn này, các bác cùng ngắm này. Đó, các bác ngắm chưa ạ? Đó, rất là đẹp. Zin toàn tập. Đó, tăng phô này, có in chữ Technic này và chạy cho bốn con tụ nọc nguồn này. Đó, các bác ngắm ruột gan thì bao cho các bác là hoạt động bình thường. Đó, hoạt động bình thường đẹp xuất sắc luôn ạ. Các bác ngắm ạ. Đó, các bác cùng ngắm. Ruột gan này. Đó. Và phía hậu của phía sau này. Đó, các bác ngắm ạ. Có không có một tí nào gọi là rung rỉ. Đó, mặt mũi thì các bác ngắm lại mặt mũi này, lau chùi đi thì bao cho các bác là miễn bàn về độ đẹp. Đó, miễn bàn về độ đẹp. Đó, đụng một những con âm ly rất là đẹp. Đó, các bác ngắm ạ. Cũng rất là gấu. Và phía hậu này các bác ngắm ạ. Model của nó là Technic SUV80, điện 100V, công suất tiêu thụ này, công suất tiêu thụ lên tới 230W, cũng của Made in Japan. Đánh từ 4 đến 16 ohm cho A B riêng biệt và đánh từ 8 đến 16 ohm cho A cộng B. Đó, 230W công suất tiêu thụ thì nó không ngán một cái loa nào cả. Đó, chất âm rất là hay, size cũng rất là lớn, chiều cao lên đến 15cm đấy ạ. Các bác ngắm ạ, rất là đẹp. Có mạch chạy cờ nát A này. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Chạy cờ nát A thì mạch âm sắc của nó rất là hay. Nó tương tự như những con âm đi đèn luôn đấy ạ. Đó, các bác tham khảo. Cho con SUV80 là 3.500.000, 3.500.000 cho con V80 để các bác tham khảo, một mức giá cực kỳ yêu thương để các bác tham khảo và trải nghiệm. Các bác có nhu cầu bất kỳ sản phẩm nào thì liên hệ với shop bên em. Đó. Và tiếp đây em giới thiệu đến các bác một con Victor này, một con Victor rất là đẹp. Model của nó là GIS8, GIS8. Đó, cũng có AB và A cộng B. Đó, có AB và có A cộng B. Còn chỉnh bát chép thì nó có thêm một tầng E quai ạ. Có một tầng E quai này, 1 2 3 4 một tầng E quai 5 cần. Đó, 5 nút xoáy đấy ạ. Các bác ngắm ạ. Đó, rất là đẹp và cũng có thêm nâu nớt này, có tính năng nâu nớt bằng cần gạt này. Mặt mũi thì bao hoạt động bình thường, máy móc bao hoạt động bình thường, còn mặt mũi thì các bác ngắm cho em là không có cái điểm gì để chê ạ, không có cái điểm gì để chê, rất là đẹp. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Còn ruột gan thì các bác xem cho em là quá đẹp luôn. Đó, một tăng phô rất lớn và hai tụ nọc nguồn và đánh cho bốn con sò sắt này, nguyên zin 100% này, các bác cắm ạ. Đó, bốn con sò sắt rất lớn nhá. Đó, các bác ngắm ạ. Ruột gan này rất là dày, rất là đẹp luôn ạ. Đây là chưa lau dọn vệ sinh. Đấy, hoạt động bình thường. Đó, các bác cùng ngắm ạ. Rất đẹp luôn ạ. Và phía hậu ạ. Đó, cũng rất là tươi mới, rất là đẹp. Model của nó là Victor. Đây ạ, Victor GIS8 ạ. GIS8 điện 100V. Điện 100V, công suất tiêu thụ là 112W ạ. Công suất tiêu thụ là 112W. Đó. Cũng đánh từ 4 đến 16 ohm. Đánh từ 4 đến 16 ohm và đánh cho AB đến AB cộng là từ 8 đến 16 ohm, đánh cho hai cầu loa. Các bác cùng ngắm ạ. Ruột gan này phía đằng trước này. Em quay rất kỹ giới thiệu đến các bác những dòng này thì cũng chất âm cực kỳ hay. Tầm giá chỉ bằng con E quai thôi mà trên âm ly nó có tích hợp thêm E quai nizer nhá. Đó, thay bằng chỉnh bát chép thì nó chỉnh ấn nút EA này là nó sẽ chỉnh E quai luôn. Đó, tích hợp E quai nizer trên con âm ly cho nên là chất âm rất là hay, tầm giá cũng rất tốt. Đó, 100 bao nhiêu ạ? 120 này, 112 ạ. Một xin lỗi, em vừa nãy đã đọc là 112W. Model của nó là S8 điện 100V, công suất tiêu thụ là 120W ạ. Chứ vừa nãy là em đọc 112W là không đúng, sai. Đó, em xin lỗi. Đó, các bác tham khảo cho con âm ly rất là gấu, rất là nặng, cũng ngót chục kg cho con âm ly.
với một mức giá con ZA-S8 để các bác tham khảo là 3.800.000, 3.800.000 cho con ZA-S8 này để các bác tham khảo. Đó, mạch ruột gan này quá dày, quá đẹp luôn ạ, để các bác tham khảo. Mạch âm sắc rất hay, tích hợp equalizer 5 nút vặn. 3.800.000 có nâu nớt bằng cần gạt để các bác tham khảo, một mức giá cực kỳ yêu thương. Và tiếp đây em giới thiệu đến các bác một con này, cũng là của hãng Victor, cũng của hãng Victor ZA-S5 ạ, cũng có 5 cần gạt, xin lỗi, cũng có 5 nút vặn equalizer 1, 2, 3, 4, 5 này, có 5 nút vặn cho công suất con S5 này nó bé hơn, nhưng mà chất âm thì cũng tương tự, công suất thì con S8 nó to hơn. Đó, cũng có nâu nớt bằng cần gạt này, đó, có nâu nớt bằng cần gạt. Và có trái phải này, tức là trái phải là cho AB riêng biệt và cũng cho AB cộng để các bác tham khảo. Ruột gan thì tăng phô rất lớn, hai tụ nọc nguồn, nguyên bụi, các bác cùng ngắm ạ. Ruột gan thì cũng không có chỗ nào rung rỉ, rất rất là đẹp luôn ạ, em soi rất gần luôn. Và cũng chạy cho 4 con sò sắt này. Đấy, 4 con sò sắt của Hitachi. Đó, các bác cùng ngắm ạ, nguyên zin 100%. Đó, nguyên zin 100%. Rất rất đẹp luôn ạ. Các bác ngắm cái sắt xi này. Và em quay lại phía hậu này. Đó, cũng quá đẹp luôn ạ. Quá đẹp cho một con âm đi, tầm giá rất tốt để các bác tham khảo. Model của nó là ZA-S5. Điện 100V, công suất tiêu thụ là 90W ạ. Công suất tiêu thụ là 90W, cũng đánh từ 4 cho đến 16 ôm cho AB riêng biệt. Đó, đánh từ 4 đến 16 ôm cho AB riêng biệt, còn đánh từ 8 đến 16 ôm, cũng đánh từ 8 đến 16 ôm cho A cộng B ạ. Đó, các bác tham khảo. Đó, các bác ngắm ạ, ruột gan quá đẹp luôn ạ. Công suất 90W. Với một mức giá để các bác tham khảo cho con ZA-S5, ZA-S5 là 3 triệu ạ, 3 triệu một mức giá âm ly đẹp. Đó, âm ly đẹp, chất âm rất là hay, tầm giá rất tốt để các bác tham khảo và trải nghiệm. Các bác nào có nhu cầu bất kỳ sản phẩm nào thì hãy liên hệ với shop bên em qua tấm biển trên, một số điện thoại duy nhất ship hàng toàn quốc. Và xem video thì cũng cho em xin nút like, nút đăng ký để nhận những thông báo thường xuyên bên shop Thanh Đạo review. Shop Thanh Đạo xin chân thành cảm ơn. Và tiếp đây em giới thiệu đến các bác một con này, âm ly cũng rất là đẹp, các bác ngắm cho em ạ. Hôm trước thì em có giới thiệu những con âm ly cực kỳ đẹp. Đó, cũng là size 42 cm. Đó, size 42 cm và có AB và AB cộng ạ. Có AB và AB cộng, có nâu nớt. Đó, có nâu nớt bằng nút ấn. Đó, các bác cùng ngắm ạ. Đó, em chỉ giới thiệu những tính năng quan trọng là các bác thường quan tâm thôi ạ. Còn những tính năng khác thì các bác tìm hiểu thêm. Đó, các bác cùng ngắm cho em là đã đủ đẹp chưa ạ? Cao cũng 15 cm đấy ạ. Ruột gan thì cũng quá đẹp luôn ạ, dày đặc luôn ạ, các bác ngắm ạ. Đó, rất rất là đẹp luôn ạ, nguyên chất luôn, nguyên zin. Đó, rất là đẹp. Đây là những cái vết bẩn đấy ạ, rất là đẹp. Và các bác ngắm ạ. Đó, sắt xi 7 màu. Đó, các bác ngắm ruột gan này quá mới luôn ạ. Để quay lại tuyến hậu này. Đó, trước sau đều mới. Trước sau đều mới, các bác cùng ngắm ạ. Xem là nó rất là đẹp. Model của nó là Sony TA4650. TA4650, điện 100V, công suất tiêu thụ là 110W ạ. 110W, cũng đánh từ 4 đến 16 ohm này, đánh từ 4 đến 16 ohm. Đó. Các bác xem cho em ruột gan này, chạy cho 4 con sò móc phét bên nằm bên dưới cái tỏa nhiệt này. Đó, chạy cho 4 con sò than móc phét. Chất âm rất là hay. Đó, chất âm rất là hay. Các bác tham khảo cho em con TA4650 này. Một mức giá để các bác tham khảo là 4.500.000. 4.500.000 cho con Sony TA46. Chất âm rất là hay nhé. Các bác lưu ý. Đó, lưu ý để sở hữu những con âm ly cực kỳ đẹp. Đó, các bác cùng ngắm ạ. Đã đủ đẹp chưa ạ? Rất đẹp luôn ạ. Các bác tham khảo. Và tiếp đây em giới thiệu đến các bác một con này. Cũng là dòng... chạy cờ nát A, cũng là dòng chạy cờ nát A, các bác ngắm ạ. Mặt mũi thì nâu đi thì chỉ có đẹp thôi, rất là đẹp, không có một vết gì gọi là chảy chụa. Góc cạnh này, các bác ngắm cho em một góc cạnh sắc đứt tay luôn ạ. Sắc đứt tay. Đó. Rất rất là đẹp luôn ạ. Đó, nguyên zin 100% và cũng có A, B và A cộng B ạ. Đó, có AB và A cộng B, có nâu nớt bằng cần gạt này.
Đó, có nâu nớt cần gạt đây là vết mốc này nâu đi là sạch quắng luôn ạ. Đó, tất cả là nguyên zin 100%, chưa nâu dọn vệ sinh. Đó, đang hoạt động bình thường. Đó, các bác cùng ngắm cho em cái tăng phô này. Đó, model của nó là Technic V6. Những dòng này thì Technic V6 ạ. Những dòng này thì các bác cứ an tâm là đánh được rất là nhiều loa. Đó, size cũng là size 42. Đó, size 42 đấy ạ. Cao của nó cũng rất là cao. Đó, những con Technic V6 ruột gan rất là dày, rất là đẹp. Đó, và một cái tăng phô vuông này cũng rất là lớn luôn ạ. Âm ly thì quá là chất lượng luôn, tầm giá rất tốt. Và cũng đến 4 con tụ này, chạy cho 4 con tụ nọc nguồn này. Đó, các bác cùng ngắm ạ. Con sò thì nó đánh cho mỗi bên là hai con sò xanh đen này, hai vít này, cỡ lớn này. Đó, các bác ngắm cho em này, rất là đẹp luôn ạ. Các bác ngắm này, nguyên zin 100%. Đó, ruột gan này, các bác ngắm, không có một tí nào là xấu cả, rất là đẹp luôn ạ. Rất là đẹp phía hậu này, các bác ngắm ạ, rất là tươi mới luôn. Model của nó là Technic SUV6, điện 100V, công suất tiêu thụ là 182W ạ. Đó, các bác ngắm ạ, 182W, cũng đánh từ 4 đến 16 ohm cho AB riêng biệt, và đánh cho A cộng B là từ 8 đến 16 ohm. Đó, cũng của Made in Japan. Những con âm ly cực kỳ hay, chất âm rất là hay, và cũng đặc biệt là những dòng Technic V6 này thì cũng là dòng đi vào tiềm thức tầm giá bình dân, nhưng mà nó cũng trị được rất là nhiều loa khó tính, đặc biệt là các bác nếu có loa Nga. Đó, loa Nga S90D, các loại loa Nga thì các bác nên tham khảo cái con âm ly như thế này. V6 với một mức giá để các bác tham khảo là 3.500.000 cho con Technic V6. Các bác tham khảo chất âm rất là hay. Đó, có chạy cờ Nada này. Đó, mặt mũi thì bao đẹp xuất sắc, không chảy chuộng, nâu dọn đi thì quá đẹp luôn ạ. 3.500.000 cho con V6. Các bác tham khảo. Và tiếp đêm giới thiệu đến các bác một con Victor này, cũng rất là gấu, rất là lớn luôn ạ. Rất là gấu luôn ạ. Model của nó là S900 ạ. Đó. AX900, xin lỗi, em lại đọc S900, AX900. Đó, có bát chép này, chỉnh trên máy này. Đó, các bác cùng ngắm ạ. Đã đủ đẹp chưa ạ? Rất là đẹp luôn ạ. Đó. Con này thì công suất rất là lớn luôn ạ. Cũng chạy trong một cái tăng phô này. Quá to luôn ạ. Và chạy cho hai cái tụ nọc nguồn này, còn to hơn cả non bia đấy ạ. Các bác cùng ngắm. Ruột gan này cũng không có điểm nào là chê cả. Nguyên bụi, chất âm rất hay, hoạt động bình thường. Cũng chạy cho bốn con sò. Bốn con sò lớn nó nằm phía bên dưới các ạ. Bốn con sò than. Nó chạy cho bốn con sò than. Âm ly rất là nặng luôn ạ. Đó. Đây ạ, cũng đánh cho bốn con sò than 2 vít này. Đó, các bác cùng ngắm à. Bốn con sò than 2 vít nó nằm phía trong này. Đó, có chữ sang ken đấy ạ. Bốn con sò sang ken nó nằm ở phía bên trong này. Đó, phía bên dưới đấy ạ. Các bác cùng ngắm. Đó, ruột gan này, rất là đẹp luôn ạ. Những con này thì các bác cứ an tâm là chất âm hay, các bác cũng có thể kẹp vang vào hát karaoke rất là tốt luôn ạ. Model của nó là Victor AX900, điện 100V, công suất tiêu thụ là 225W ạ, cũng của Made in Japan. Nó cũng đánh từ 4 đến 16 ohm và đánh cho AB cộng là cũng từ 8 đến 16 ohm. Đó, kênh 1 này từ 4 đến 16 ohm. Đó, các bác cùng ngắm ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Đánh liền một lúc cho hai cặp loa, chất âm rất hay, công suất tiêu thụ lên đến 225W. Đó. Các bác ngắm lại phía đằng trước. Đó, ngắm lại phía đằng trước, size cũng rất là lớn. Cao cũng đến 15cm, chất âm rất là hay. Đó, âm ly rất là nặng, tầm độ khoảng chục kg. Với một mức giá để các bác tham khảo cho con âm ly Victor X900 là 4 triệu ạ. 4 triệu cho con X900 để các bác tham khảo. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ sớm. Những con âm ly chất âm rất hay, tầm giá rất tốt để các bác tham khảo và trải nghiệm. Đặc biệt là nó vẫn phải là đẹp xuất sắc. Đó, đây là những cái vết bẩn nhá. Đó, vết bẩn đấy ạ. Các bác vết sơn đấy ạ. Còn các bác cùng ngắm là âm ly rất là đẹp luôn ạ. Các bác ngắm ạ, rất đẹp. 4 triệu cho con Victor X900. Các bác tham khảo. Và tiếp đây em giới thiệu đến các bác một con âm ly này.
cũng bao cho các bác là không có chỗ nào gọi là chảy chụa, rất rất là đẹp luôn ạ. Các bác ngắm kỹ những con âm ly dòng cao cấp của âm ly Luckman đó, NV10105 ạ, NV105, model của nó là Luckman đó. Đặc biệt con này thì mạch âm sắc của nó thì chạy bằng hai cái bóng đèn này, hai bóng đèn chạy cho mạch rề chỉnh âm sắc đấy ạ. Đó, có bát chép chỉnh trên máy này, đặc biệt là tăng phô này, cũng hai tụ đọc nguồn này, và chạy thêm cho thêm đến ba cái con tụ đấy ạ. À xin lỗi, chạy cho bốn cái con tăng phô đấy ạ, ba con tăng phô, một con tăng phô lớn này và hai con tăng phô nhỏ này. Đó, và chạy cho mạch âm sắc này. Rồi, mạch âm sắc này, đó ba bằng hai con bóng đèn. Đó, chạy cho bốn con sò xanh đen này. Đó. Các bác cùng ngắm ạ, ruột gan thì bao cho các bác nào hoạt động bình thường, ruột gan đẹp xuất sắc. Đó. Nâu chùi đi thì quá đẹp luôn ạ. Máy quá đẹp, không có bị rôm rỉ. Và phía đằng hậu này, model này. Model của nó là Luckman NV105, điện 100V. Để em tìm thông số đây ạ, thông số đây ạ. Điện 100V, công suất tiêu thụ là 250W ạ. Công suất tiêu thụ là 250W, cũng đánh từ AB riêng biệt là từ 6 đến 16 ohm. Đó, đánh cho AB cộng là 16 ohm. Đó, các bác cùng ngắm. Đó, ruột gan thì quá đẹp luôn ạ. Ruột gan quá đẹp. Đó, các bác cùng ngắm ạ. Phía hậu thì không có một tí nào là chảy chụa, không có một tí nào gọi là rôm rỉ. Công suất lên tới 250W. Một con Luckman cực kỳ đẹp. Các bác ngắm lại một lượt này. Model của nó em đọc lại, model Luckman NV105. Với một mức giá để các bác tham khảo cho con Luckman 105 này là giá 5 triệu. 5 triệu để các bác tham khảo, một mức giá cực kỳ yêu thương. Các bác cũng nên tham khảo cái model này, NV105. Đó, 5 triệu cho con Luckman rất là đẹp. Các bác tham khảo, tầm giá rất tốt. Đó, và tiếp đêm giới thiệu các bác một con này, cũng quá gấu luôn ạ. Con này thì có thêm giải mã. Đó, giải mã cho đường optical, model của nó là AUV90D ạ. Em đọc lại này, model của nó này, Technic V90D, V90D. Đó, có chỉnh bát chép trên máy này. Đó, các bác cùng ngắm ạ. Và có nâu nớt bằng nút ấn này. Đó, mặt mũi thì cũng bao đẹp xuất sắc cho các bác này. Đó, nhìn rất là gấu, có chạy mạch cờ nát A này. Đó, có chạy mạch cờ nát A này. Và giải mã cho đường optical này. Đó, cho đến 18 bit này. Đó, chạy cho bốn con sò xanh đen này. Đó, quá đẹp luôn ạ. Quá đẹp, chạy cho một cái tăng phô và hai tụ đọc nguồn này. Đó, các bác cùng ngắm ạ, ruột gan này. Quá đẹp luôn ạ, các bác ngắm cho em ạ. Đó, không có cái điểm gì để chê luôn ạ. Rất đẹp, nguyên zin 100%. Và phía hậu này, các bác ngắm ạ. Đó, phía hậu đấy ạ. Đó, có chạy optical này. Đó, đường in đấy ạ. Đó, đường in, tức là các bác chạy Smart TV giải mã qua con âm ly này luôn. Đó, qua con âm ly này luôn, nó như kiểu là 880D hoặc 890D đấy ạ. Đó, chất âm rất là hay. Đó. Model của nó là Technic V910D, điện 100V, công suất tiêu thụ là 220W. Đó, 220W, cũng đánh từ 6 đến 16 ohm. Đó, các bác cùng ngắm ạ. Các bác cùng ngắm cho em là phía hậu ạ. Rất là đẹp, điện 100V, công suất tiêu thụ là 220W. Đó, ruột gan này, nâu đi thì không có cái điểm gì để chê. Quá mới luôn ạ, quá mới luôn. Công suất tiêu thụ lên đến 220W. Và có đường quang, giải mã cho đường optical để các bác tham khảo cho con V90D. Với một mức giá để các bác tham khảo là 4 triệu ạ. 4 triệu cho con V90D để các bác tham khảo. Chất âm rất là hay. Đó, chạy cho bốn con sò xanh đen. Các bác tham khảo những dòng như thế này cũng kẹp vang và hát karaoke gia đình tốt. Chất âm cực kỳ hay để các bác tham khảo. Và tiếp đây em giới thiệu đến các bác này. Đó, cũng chưa lau dọn vệ sinh nhá. Các bác xem cho em mặt mũi này. Đây là cái vết bẩn đấy ạ. Cái vết bẩn đấy ạ. Lau đi đây này. Lau đi là nó sẽ sạch. Đó. Các bác cùng ngắm ạ, nguyên zin 100%, có hai đồng hồ vu cỡ lớn, nó đúng như kiểu 7800 đấy ạ.
mặt mũi thì phay xước rất đẹp, Technic SU 77 7700 mắc đôi. Đó, đặc biệt là những con này em xin nhấn mạnh là mạch âm sắc nó tương đương, nó rất là hay, và mạch âm sắc cho bát chép chỉnh nó đúng như kiểu 7800 mắc đôi đấy ạ, hoặc 7800 chỉnh rất là mạnh luôn ạ. Có nâu nớt, nó có nâu nớt và có AB và A cũng B. Đó, mà và đặc biệt là cũng là chạy cho một tăng phô hai tụ nọc nguồn này. Đó, nguyên bụi này. Các bác cùng ngắm ạ, ruột gan thì bao cho các bác là miễn bàn về độ đẹp. Đó, miễn bàn về độ đẹp. Đó, rất là đẹp luôn ạ, nâu dọn vệ sinh thì cực kỳ đẹp luôn ạ. Và đặc biệt là phải nguyên zin. Đó, các bác cùng ngắm ạ. Chạy cho bốn con sò sắt cỡ lớn này. Đó, chạy cho bốn con sò sắt cỡ lớn này. Đó, đỏ chữ đỏ đen này. Đó, các bác cùng ngắm cho em này. Đó, nâu dọn đi thì cực kỳ đẹp luôn ạ. Mạch này và hậu này. Đó, rất là đẹp. Hậu con này thì nó có hơi rôm một chút, có hơi rôm một chút. Đó, các bác cùng ngắm này, có hơi rôm. Model của nó là Technic AU 7700 mắc đôi, điện 100V, công suất tiêu thụ là 155W ạ, 155W để các bác tham khảo. Cũng đánh từ 4 đến 16 ohm. Đó, đánh 4 đến 16 ohm cho A, B riêng biệt, và đánh cho A cộng B là từ 8 đến 16 ohm. Với một mức giá mặt mũi đẹp, đó, mặt mũi đẹp, ruột gan đẹp, đó, chạy 4 sò sắt nguyên zin, đít có hơi phía hậu, xin lỗi em bảo phía hậu là có hơi rôm một chút này, em soi rất gần luôn ạ, à, có hơi rôm. Với một mức giá để các bác tham khảo cho con Technic SU 7700 mắc đôi, mạch âm sắc rất hay, các bác cũng nên tham khảo những con như thế này. Với một mức giá để các bác tham khảo là 3.800.000 cho con 7700 mắc đôi này. Đó, còn những con mà nó đẹp từ mặt trước ra mặt sau, đó, thì là 4 triệu. Con này thì có mũi phía hậu nó hơi rôm rỉ, hơi rôm một chút. Còn bên phía hậu bên trong này, đó, bên trong này các bác ngắm cho em là không có một tí đốm nào. Bên ngoài thì có đốm nhẹ. Phía hậu ạ, thì em giảm đi 200k, cũng là một mức giá cực kỳ yêu thương để gửi tới các bác rồi. Các bác tham khảo, đẹp xuất sắc thì 4 triệu. Còn như con em đang giới thiệu là 3.800.000 để các bác tham khảo và trải nghiệm. Và tiếp đây em giới thiệu này, các bác con này là em bán rất là nhiều con Aurex này rồi. Đặc biệt là chất âm nó hay này, đó, hình thức nó lại đẹp này, size của nó lên đến 45cm này. Đó, size rất lớn luôn ạ, các bác ngắm ạ. Đó, rất lớn luôn ạ. Và có AB và A cộng B này. Đó, và cũng có nâu nớt bằng cần gạt này. Đó, những tính năng quan trọng em sẽ giới thiệu đến các bác. Đó, các bác cùng ngắm cho em mặt mũi này. Xin nhấn mạnh là rất đẹp luôn ạ. Chạy cho 8 con sò xanh đen này. Đó, 8 con sò xanh đen. Các bác cùng ngắm ạ. Trước và sau. Đó, nguyên zin 100%. Này, phía mặt trước ạ. Mặt trước các bác ngắm cho em ạ. Đó, sắt xi này, không có một tí nào gọi là rôm rỉ. Nâu dọn đi thì quá đẹp luôn ạ. Các bác ngắm chỉ có bụi chút thôi. Cũng tăng phô rất là to và chạy cho hai tụ nọc nguồn rất lớn. Đó, phía hậu này. Soi rất kỹ để giới thiệu đến các bác này. Các bác cùng ngắm cho em là quá đẹp luôn ạ. Phía hậu của con em ni này cũng không có một đốm nào ạ. Rất là đẹp. Các bác cùng ngắm model của nó là SB420, điện 100, công suất tiêu thụ là 125W ạ, 125W, đó, đánh cho AB là riêng biệt là từ 4 đến 16 ohm, đó, B cũng là từ 4 đến 16 ohm này, A cũng từ 4 đến 16 ohm này, ghi rất kỹ, và AB cộng là từ 8 đến 16 ohm, đó, các bác cùng ngắm ạ, 125W cũng không ngán cặp loa nào, đó, các bác cùng ngắm size rất lớn, size 45, size 45, còn chạy cho 8 con sò than, chất âm cực kỳ hay, có nâu nớt chỉnh trên máy. Với một mức giá để các bác tham khảo cho con SB 420 của Aurex là 3.700.000, một mức giá cực kỳ đáng chơi và trải nghiệm. Em xin nhấn mạnh là mạch âm sắc của nó rất là hay, đó, tương đương như những con âm ni chục triệu, dám khẳng định một câu như vậy. Nếu giả dụ như con này với so với con 7800 mắc đôi thì mạch âm sắc của con này cũng tương tự luôn ạ. À, em dám đảm bảo như thế, cũng đánh được rất là nhiều loa. Đó, để các bác tham khảo nào.
3.700.000 một con đâm ly cực kỳ đáng chơi để các bác tham khảo và trải nghiệm. Đó, và tiếp đây mình sẽ thanh lý cho các bác một con đâm ly này cũng rất là gấu luôn ạ, nó có chảy xước, họ có chảy xước ạ, các bác xem này, nem rem một chút này, họ soi kỹ này, có nem rem. Đó, những cái con này thì mặt bên trên này thì các bác đánh đi thì có thể là sờ va đi là hết, nhưng mà cái này thì không thể hết được, đúng không ạ? Đó, có chảy xước nhẹ, có chảy xước nhẹ. Đó. Đó, các bác cùng ngắm ạ. Còn đây là mực đấy, mực nâu đi thì sẽ hết. Đó, những cái này là mực ạ. Đó. Mực ạ. Có chảy xước nhẹ. Đó, những cái này là tất cả là mực chỉ nhá. Nâu đi, cam đoan với các bác là những cái này em sẽ nâu hết cho các bác. Đó. Mực chỉ đấy ạ, chứ không phải là chảy xước đâu ạ. Chảy xước thì chỉ có đây thôi ạ. Đó, các bác ngắm kỹ nhá, được cái vết trắng này là vết chảy xước này. Đó, vết chảy xước này. Đó, các bác thấy chưa ạ? Cũng chỉ to hơn cái đầu tăm một chút thôi, còn em soi rất gần thì các bác ví nhìn rõ đấy ạ. Đó, nâu chùi đi thì cũng không có nộ đâu ạ. Được, cũng có nộ nhưng mà không đáng kể, không đáng kể. Đó, ruột gan thì các bác ngắm cho em là size 40, size này size 43, 42, 43 đấy ạ. Còn ruột gan thì một tăng phô hai tụ nọc nguồn này. Vỉ mạch thì quá mới luôn ạ. Các bác cùng ngắm cho em là quá đẹp luôn ạ. Đó, rất đẹp. Đó, do vận chuyển thì có chảy xước nhẹ. Em cũng thanh lý luôn cho các bác một mức giá rất tốt. Hậu này cũng còn rất là đẹp để các bác tham khảo. Đó, một con Victor. Model của nó là Victor GIS51 ạ. GIS51. Đó. Các bác ngắm ạ. Phía hậu này. Đó. Và em đọc thông số công suất để các bác tham khảo. GIS51 điện 100V, công suất tiêu thụ là 110W ạ. Công suất tiêu thụ là 110W, cũng đánh từ 4 đến 16 ohm cho AB riêng biệt và đánh cho AB cộng 12 này, 8 đến 16 ohm. Đó, cũng ghép được tất cả những dòng loa, đặc biệt là các bác ngắm cho em là chạy 4 con sò sắt lớn nguyên zin này. Đó, chạy 4 con sò sắt lớn nguyên zin. Đó, ruột gan này, mạch âm sắc cực kỳ hay để các bác tham khảo cho con Victor GIA51. Đó, giá thị trường con này cũng tương đối là cao, tương đối là cao. Hôm nay em sẽ thanh lý một mức giá chảy xước là 2.800.000, 2.800.000 cho con âm ly GS51 ạ. Đó, các bác ngắm ạ. GS51 cũng bao zin, bao hoạt động bình thường, có chảy xước nhẹ với một mức giá 2.800.000, các bác nhanh tay. Đó, cũng rẻ so với thị trường cả 1.000.000 đấy ạ. Có một hai vết chảy xước nhẹ thì chấp nhận bán như thế này là có thể là bán dưới vốn rồi. Các bác tham khảo 2.800.000 cho con GS51, các bác tham khảo. Và bên dưới này em giới thiệu đến các bác một con Victor này. Cái con này là con Equine. Đó, Victor này. Model của nó là SEA50. Đó, SEA50 này. Cần chỉnh bát chép của nó này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ạ. 10 cần chỉnh này. Đó, 10 cần chỉnh bi đấy ạ. 10 cần chỉnh bi. Cũng không có một vết chảy xước gì. Đó, bao cho các bác là góc cạnh rất là đẹp. Đó, góc cạnh rất là đẹp luôn ạ. Đó, các bác cùng ngắm ạ. Đó, rất là đẹp. Đó, shop quay rất là kỹ để giới thiệu cho các bác này. Đó, không có chỗ nào gọi là xấu cả. Hoạt động bình thường. Model của nó là SEA50. Đó. Model là SEA50, một con nọc Equalizer đấy ạ. Các bác tham khảo đấy, đặt lên con size S51 là quá vừa vặn luôn ạ. Đó, các bác cùng ngắm ạ. Và đặt cho rất là nhiều những con âm ly size 42. Đó, với tầm giá cũng rất tốt để các bác tham khảo và trải nghiệm. Model của nó là phía hậu này. Quá mới luôn ạ, rất mới. Model của nó là Victor SE51. À xin lỗi, SEA50, điện 100V, công suất tiêu thụ là 17W ạ, cũng của Made in Japan này, của Made in Japan. Với một mức giá để các bác tham khảo cho con SEA50. Đó, SEA50 là 3.800.000, 3.800.000 cho con Equine SEA50. Đó, các bác tham khảo 10 cần chỉnh Equine. Các bác ngắm ạ, rất đẹp. 3.800.000, một mức giá cũng rất đáng chơi, đáng trải nghiệm, các bác tham khảo.
Và tiếp đây em giới thiệu đến các bác này, một chồng EQI thì các bác hợp với bất kỳ model nào, thì các bác tầm giá nào thì các bác hãy liên hệ với shop bên em. Đầu tiên là em giới thiệu cho các bác một con Technic này, Technic SH8055. Đó, tất cả trên đầu cần là có điện nhá, tất cả trên đầu cần là có điện này, và có điện tia để nháy này bên phía hông này. Model này thì chất âm rất là hay, đặc biệt chất âm của những con này thì rất là hay, giá thị trường đâu đó tầm độ khoảng đẹp xuất sắc nó cũng từ 6,5 triệu đến 7 triệu. Hôm nay em sẽ giới thiệu được các bác và chia sẻ cho các bác với một mức giá cũng rất tốt để các bác tham khảo và trải nghiệm. Đó, model của nó là Technic SH8055. Đó, các bác cùng ngắm ạ. Size 43 cm. SH8055 chia sẻ với các bác là một mức giá cực kỳ yêu thương là 5.500.000. 5.500.000 cho 8055. Và tiếp con thứ hai ạ. SEA33 này cũng là cái size 43, cũng là cái size 43. Mỗi bên chỉnh là 1 2 3 4 5 6 7 8 9, mỗi bên là 10, 20 cần. 20 cần chỉnh cho cả trái và phải. Đó, 20 cần chỉnh, có đèn ở giữa thôi ạ. Đó, các bác cùng ngắm ạ. Model của nó là hãng, model của nó là Victor SEA33. Đó, và em sẽ quay báo giá và em quay phía hậu để giới thiệu thông số đến các bác để các bác tham khảo và trải nghiệm. Đó. Cho con SEA33 với một mức giá để các bác tham khảo là 2.800.000, 2.800.000 cho con SEA33. Đó, cũng là size 43, cao tầm độ khoảng 7 cm. Đó, cao 7 cm đấy ạ, các bác tham khảo. Và tiếp em giới thiệu đến các bác này, những nhà nào, bác nào mà có chơi những con âm ly Samsung đó màu đen thì các bác đặt những con này thì cũng rất là đẹp luôn ạ, tầm giá cũng rất tốt để các bác tham khảo và trải nghiệm. Trong đó là cần chỉnh cho cả trái và phải là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ạ. Giữa là có đèn cắm điện nên rất là đẹp ạ. Bên đây thì có những tính năng cần gạt của các giải tần này. Đó. Và bên đây là volume tổng này. Đó, volume tổng này. Các bác ngắm cho em này. Rất là đẹp luôn ạ. Cũng là size này là size vừa, size 42 ạ. Đó, cao tầm được khoảng 8 cm. Cao 8 cm. Model của nó là Samsung RG707. RG707. Đó, các bác nào mà có những con âm ly màu đen, hoặc là đặc biệt là những con Samsung mặt gương, những con Samsung AU màu đen thì để đến con này thì rất là hề, rất là hợp luôn ạ. Các bác tham khảo cho con Samsung RG707 với một mức giá để các bác tham khảo là 2.800.000. 2.800.000 cho Samsung 707, và con Victor 33 là cũng 2.800.000, con Technic là 8055 là 5.500.000, và trên là con Chio ạ. Con Chio là size 42 ạ, cũng mặt mũi quá đẹp luôn ạ. Cần thì của nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cần cho một vế và 20 cần cho cả hai vế. Đó, 10, 20 cần cho cả hai vế. Các bác tham khảo ạ. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Không có điểm gì để chê. Cao đến 8 cm, rộng 42 cm. Đó, hậu rất là sâu này, cho từng con này. Đó, các bác cùng ngắm này. Đó, những cái này là vết bẩn nha. Vết băng, đây là vết giấy đấy ạ. Giấy dán đấy ạ. Đó. Và đầu tiên là em sẽ đọc thông số cho con EQI của hãng Chio này. Hãng Chi này. Chio GE52. Đó. Điện 100V. Công suất tiêu thụ là 6W ạ. 2.800.000. Đó. Cho 3 con đồng giá là Samsung 707 và Victor 33. Và con Chio GE52. Đó, đồng giá là 2.800.000. Con Samsung là RG707, điện 100V, công suất tiêu thụ là 11W ạ. Đó, 11W, đều sản xuất tại Made in Japan hết. Đó. 2.800.000. Và tiếp là con EQI là Victor SEA33 này, điện 100V, công suất tiêu thụ là 10W ạ, cũng của Made in Japan này. 2.800.000. Và cuối cùng là con Technic này, Technic HS8055, điện 100V, công suất tiêu thụ là 17W ạ. 17W, cũng của Made in Japan. Đó, các bác ngắm lại một lượt và
Các bác chốt bất kỳ sản phẩm nào thì hãy liên hệ với shop bên em này. Đầu tiên là con Chio 52 đó 2.800.000, con Samsung 707 2.800.000, con Victor 33 là 2.800.000, và cuối cùng là con Technic 8055 là 5.500.000, và bên đây là con SEA 50 là cũng là 3.800.000 để các bác tham khảo và trải nghiệm. Tất cả những model em giới thiệu trên, các bác có nhu cầu bất kỳ sản phẩm nào thì hãy liên hệ với em qua tấm biển trên, một số điện thoại duy nhất siêu hàng toàn quốc. Và đến đây em cũng xin tạm dừng video. Hẹn các bác vào video tiếp theo. Xúc Thanh Đạo xin chào và tạm biệt các bác.